xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hằng Bing Bong cùng với người bạn chơi của mình. Chào mọi người, mình là Hằng Bing Bong. Và mình là Công Vinh ạ. Ngày hôm nay nhìn trẻ lại nhá. Bình thường rất là. Bình thường là vẫn trẻ, nhưng hôm nay là trẻ lại luôn, là tuổi tiên luôn. Dưới tim luôn đi. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên cùng với người bạn chơi của mình. Hôm nay ba anh em tập sự tông. Tập sự tông. Được không? Không hẹn mà gặp nè. Xin được giới thiệu tông ca áo trắng xuất hiện. Hình như không ai chào đón lắm anh hả? Em thấy không có vỗ tay, vỗ ơ gì hết trơn. Mình tự vỗ tay cho mình. Sao? Đối thấy đối thủ của tôi thì sao nè? Em thấy anh vừa tuyên ngôn một câu. Anh nói là anh quen rất nhiều công an giao thông. Ừ. Nhưng team em không sợ anh đâu. Team em không sợ anh đâu. Team em có thế mạnh là gì? Team em hôm nay có thế mạnh đó là sự dễ thương. Chương trình của chúng ta là về nhà đi anh. Thế không biết là ở đây hai cô gái có muốn theo anh về nhà hay không à? Có. Có luôn hả? Chứ gì có một cái thính nhẹ đâu. Bé ơi, anh có gia đình, anh mới có baby rồi. Anh Tuyên thì sao anh Tuyên? Hồi xưa giờ mình có nhìn thấy những cái biển báo này nhiều không? Cũng thấy khá là nhiều, nhưng mà bị phạt hoài không? Sao kỳ vậy? Sao tôi quên hoài ta? Đấy mới là thử thách ạ. 5 4 3 Số 8 Số 8, mời anh. Câu trả lời của mình là gì? Biển báo gốc là... Không nhớ. Cảm ơn anh, biển báo gốc là không nhớ. Đây là một câu trả lời hoàn toàn không chính xác. Mời Hằng à. Tự dưng bị mất trí nhớ luôn ấy. Ôi thế á? Mất trí nhớ tạm thời luôn hả? Mất trí nhớ tạm thời luôn. Anh hiểu được cảm giác này mà. Anh hiểu được cảm giác này mà. Mời anh Tuyên. Sao tôi quên hoài ta? Câu trả lời của mình là gì? Không nhớ. Không có hiểu cái gì đang xảy ra trong cuộc đời mình luôn á. Hợp lý, hợp lý. Vượt trước em vượt nhau, phải tân nha. Hợp lý luôn, hợp lý luôn. Đấy. Chính xác, tân lên, tân lên. Không cần phải khỏe. Đúng, đúng. Bạn cứ nhỏ nhắn và xinh xắn thì bạn sẽ rất là hay. Ủa sao Hằng không gấp đi? Nhát. Rất là loại luôn. Bị dớt, không sao, không sao. Rồi, cho nên Hằng phải thật sự là cẩn trọng nha. Dạ vâng, Hằng biết rồi. Di chuyển thật là chính xác nào, rớt một cái là mất luôn một trái. Dạ đây, được rồi. Rồi, về đích. Tự nhiên thấy anh Tuyên dễ thương, bé bỏ biết sợ luôn. Sao mình cảm giác chân của anh ấy dài nên nó cứ vương víu sao á? Tập hơi kỹ không? Rồi xong. Rồi xong. Rồi, 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 rồi. Yeah.